thưa bác còn được các bán bơi tuyển thả bê tông khang trang rốn rai diễn máu vùng nông thôn tắt thầy tôi từng ngày cậy là thanh qua cua chứng sinh mục tiêu quốc giả xây dựng nông thôn mới tê có bơi tuyển thả giao thông thuận lợi cậy là nhờ vào vài cho lãnh đáo cua các cấp uy đang tê xứ trùng sức đông lòng cua nhần dần đặc biệt là xứ Lan Toa khu phòng trào hiện tất xây dựng nông thôn mời. Còn thuốc mưa nằm chiên khai dương trình xây dựng nông thôn mời, hiện tất là hạ tập hồn thành phòng trào có ý nghĩa, thiết thực, rè Lan Toa tỉnh từng quyền bền, từng quyền dân cư, từng gia đình. Tuyền thả giao thông quên bổn xa xuẩn hủy, huyến Lâm thảo, ạn xây dựng hoàn thành đất tỷ bỏ sư dứng của tháng 7 năm 2000 hàn hàn. Tuyền thả cỏ chiều dài hơn 500 mét, bề mặt bằng thả rống trung bình bơ bổn tỉnh 500 mét. tê có tuyển thả rống rai khẳng tràng sách đẹp như vị nỉ, bên kéng sứ hỗ trợ của nhân nước, cái y là sứ tỏ của nhân dân đặc biệt là tê vô rốn tiền thả táo thuần lưới cho việc tỷ lái. Ngoài quy tất của quyền bệnh, các khố sinh thủng, hàn bên thả ta tứ nguyên, hiện hàng cam mét vùng tất tê là thả. Đất là rất quý. Tất hay rất ý... quỷ, công mây công nếu là cổng sinh cổng cống vì lợi ích của nhân dân hay họ rất bác, bác còn ơn nị, rất đông tình ủng hộ để nhất trị tham hà, 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 hà hiện tất. Là con thả đi rất tư, hố hiện như hà tất, hà tất vùng, hiện như nhà họ thì cũng hiện hàn và trục mét tất. Dự kiện cho đâu cho nâng cấp tiện thả, nhân nước, hỗ trợ xây dựng bổn cầm mét tuy nhiên khu dân cư ta vẫn đóng nhân dân, tổng góp thêm cọ ạn con thạ sai rằm cả mét vuông đồng thời vấn đống các hố gia đỉnh hiện tất tê vơ rốn tiện thả so với mặt thạ gu nhấn rô cải lưới thể nhân dân công quyền nhảy cúng đồng thuấn đến nhất tình tham hạ dù hiến tái tất 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 vàng mây nhảy cúng tiêu vùi ve hiện tất chi mắng lấp bò cọ con thạ rốn rai tỷ lái thuấn lưới dễ dàng thả ni hò cũng hiện tất tất là của hợp tác xã lấy Hà Tê, Hà Tê Lát Hà Hà Thả, trăng cỏ ca món hò khỏi. rất thoải rất mại. cước ni con thả, thả đi rất, rất nho hẹp, cỏ chú trường dưới. của nhân nước quyền bền, mộ hố ung hố, hố hàn cầm là, rằm là mười mét vuông còn lố trinh viết đích nông thôn mới nâng cao rơi xây dựng các khu dân cư kiêu mâu xa sần hủy sắc đính nâng cấp vớt rỗng các tuyển thả giao thông nông thôn là mỗi con bơi nhiễm vú của quyền bệnh cần là còn năm hàn nghìn không cam hàn hàn để bơi năm tiếp theo riêng con năm hàn nghìn không cam hàn hàn xa sần hủy ản huyến phê duyệt trên khai nâng cấp hơn 3 km thả giao thông có nghi có 7 km thả thuộc Khu mội do nhân nước hỗ trợ ngân sách, còn lại là nhân nước trên nhân dân cung là. Tuy nhiên, dù là tiện thả do nhân nước hay xứ trùng thầy cua, nhà nước trên nhân dân hay mắc cắm phân cầm diện tích thất vô rốn còn thả, tèo do nhân dân tứ nguyên hiện tất. Với tinh thần, là ý, Vậy là tính thần ý đang lòng dần, chiến trùng các khố gia đình, cỏ tất cũng rất là phận cơi để cúng ta tứ nguyến tham hạ hiện tất cho làng quê quyền biển hàn này có con thả điện như quỷ ni ngọ chung con thả như quỷ ni là ba còn rất phận khơi vì cũng sức của mình bảo hà rất xứng đáng. Khi có chủ trương và kế hoạch được phê duyệt của ủy ban dân huyện về công tác làm đường giao thông chưa đồng có kế hoạch đề án phê duyệt ủy ban nhân dân huyện về lát hạ giao thông nông thôn đang uy uy bản nhân dân xa tuyển trí, đường, truyền vấn đấu nhân dân hiện tất là thạ để ả nhân dân đông tình ủng hộ, tán bơi vị trí thả, thả đẹp cần vô rốn và con nhân dân đã đồng thuấn để hiện tất tổng cóp đề là thạ để có bơi con thả rốn sạch đẹp, tạo thuận lưới cho việc tìm lái đảm bảo an toàn giao thông. nhân dân là đã rất nhiệt tình, ủng hộ. Sa Xuân Thuy là mỗi công bơi quyền bệnh về đích nông thôn mới thợm hơn cua huyến ẩn lập ẩn tướng cho tỉnh Xuân Thuy kể y là bờ còn thả giao thông nông thôn khang trang rỗng rai sách đẹp kể y là thanh qua quân xứ trùng thảy cọp sức đông thuấn của người dân phóng trào hiện tất là thả xây dựng đồng thôn mới ví dụ tuyển thả nông thôn đi cho có chu trường là thả vợ sứ vấn đóng của khu dân cư chính quyền quân bệnh ba còn cho có chu trường là thả vợ sứ vấn đóng của khu dân cư chính quyền quân bệnh ba còn khu dân cư thất tứ nguyễn hiện hàng cầm mét vuông tất tê vừa rốn thả. tính thân đi táo rỉnh còn thả rốn rai như hẳn này. Riêng ở cái khu ba chúng tôi, ấy, không ai đòi hỏi về cái gì hết. Đến... Riêng ở khu bà bón họ chẳng Điều tơi hỏi chỉ hết. Cỏ nhà, nhà tập 7 bảy tỉnh thảm mườn, mét tương rào, ni hiện tất là nghe thả. Nghe nhà họ cúng tập tưởng tỳ tê, hiện tất tê là Thả. Đập hết tường đi để, để làm thành thân con đường tỉnh tỉnh này xa xuân thuy có khoảng bảy mươi phân cầm các tuyển thả bê tông hỏa các tuyển thả giao thông đông thôn tèo cỏ chiêu rú mặt thả bơ bổn tỉnh đam mét đây cũng có xứ tổng cóp tứ nguyễn cua các bác còn nhân dân công quên vợi mong hậu táo hà thả tì khang tràng thuấn lưới nhất bởi con thả mời ảnh vơ hà chẳng si giúp bác con tìm lái giao lưu cho tôi hát họa dễ dàng mà con táo điều kiến thuấn lưới cho bác con phát triển kinh tế nâng cao tới thủ hay quá trình la thả tổ chức tuyên truyền vận động và còn nhân dân tuyển rất đông tình ủng hộ kết quả còn quá trình thi công hay tuyển thả ạn thi công sông bón Hòa cúng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân mông hoa hàn bền tên La thả đẹp cống đồng dân cư rất vật khơi thả sạch tre, tỷ lái thông thoảng thuận tiến cho công tác phát triển sản xuất về mặt văn hóa mà tuyến đường làm vào mà nó diện tích tất thú hồi cua người dân rất tỏ, mây chờ vẫn đóng nhân dân dần tê ạt bà còn nhân dân đông tình ủng hộ thạo cơ công trình thể hiện tất tê vơ là thả giao thông con này là tuyển thả liên quyền nộn dài pơ huyến lỗ pa cầm và hàn ti bao trái giảm xa liền hòa huyến phun định đề nộn với thả âu cơ mới thức kiến tiêu trị thả giao thông còn xây dựng nông thôn mới năm 2021. Chính quyền quân bền có chu trường nâng cấp tiện thả sai vợi chiêu sai mỗi vài hàn km quá trình triển khai tất nhân ản xứ đông tình ủng hộ của nhân dân tham gia hiện kềm ba nghìn mét vuông tất thổ cử tất vườn của hơn ba mươi hố gia đình gia đình ôn hà đức thó là mỗi cống vơi hố gia đình ta hiện hơn ba trăm mét vuông tất vườn tê vơ thạ thả vội vâng hậu và phần bằng lái sứ tôi thầy cho quyền bệnh khi mà bắt đầu có chủ trương làm đường thì bà con xã rồi là bà, khu cho bà họ. Là con khu bắt đầu gọi chú trương la thả, khu dân cư vẫn đóng tiếng tuyên truyền tỉnh ngư dân ban thần hò là mất đăng viền hò đảng đảng pháp rô pháp chú trương la thả rất đụng để chờ là thả họ cũng ban hoặc vợi dù còn đây gia đình ta thống nhất hiện tất táo điều kiến cho tuyệt hạ thi công con rất giản tịnh thượng nhất con, con hạ án hoàn thành và còn rất phấn khơi bà con hạ nội cư, tiếp với hành lang hạ âu cơ xe vơ hà bà trên võng của trên kinh tế, kinh tế xã bà hội đội vợ xa liên hòa cũng như huyện ninh của trong địa phương liên hòa cũng như huyện của ninh vận động nhân dân đồng tình trong việc mà ủng hộ hiến đất và các tài sản. Về các tiền hạ cũng tập vấn đóng nhân dân tham hạ ủng hộ hiện tất để các tài sản kiện tất tế lát hạ. Môn Hoa Han Pên, tên nhân dân vào cuộc khai vai cho lãnh đạo của cấp uy chỉnh quyền quyền Pên, phai án phát huy bơi nhân dân hiệu án để đăng hành của vợi quyền Pên TV Đích Nông Thôn Mợi. thức tiên xây dựng nông thôn mới ở các quyền viện ta chảo rô phong trào hiện tất lát hạ giao thông nông thôn các công trình hạ tông, thiền trô ta có sức làn toa rốn khắp để nhấn ảnh sứ đông tinh ủng hộ của đồng đao nhân dân ở các quyền viện kênh quyền viện tinh bởi kết quả này là sứ trung sức chúng lòng thưa ỷ đang long dần để cũng là nguồn lực quan trọng tê từ các miền quê ngày mà phát triển trở thành bơi miền quê đảng thụng thủy đẹp